Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của em Vân Ô Tô Cũ, Toyota Phú Mỹ Hưng. Đó, hôm nay thì bên em vừa mới về thêm một chiếc xe nồi đồng cối đá, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị. Đó chính là chiếc Toyota Innova số tự động, phiên bản Venturer sản xuất năm 2019. Xe biển Sài Gòn, xe mang cái sơn là màu đen nha anh chị. Phiên bản Venturer đó, thì sẽ được trang bị thêm cái body kit và cái mâm sơn màu đen nha anh chị. Đó, mâm còn rất đẹp nha, chưa có bị chảy xước gì nhiều nha anh chị. Đó. Ở bên em là xe cũ chính hãng của Toyota Phú Mỹ Hưng, nên về phần chất lượng anh chị có hoàn toàn yên tâm nha. Bao anh chị trách hãng toàn quốc luôn. Ở bên em có mua bán, trao đổi ô tô cũ tất cả các hãng, có thu đổi xe mới luôn. Anh chị có nhu cầu mua bán, trao đổi ô tô cũ thì cứ alo cho em Vân nha. Số điện thoại của em là 0795 33 33 55. Ở đăng kiểm của xe nè anh chị, đăng kiểm còn tới tháng 5 năm 2023 nha. Đó, xe còn rất là đẹp. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 780 triệu. Có hỗ trợ vay trả góp của ngân hàng luôn. Nếu vay trả góp thì anh chị chỉ cần đưa cho em trước tầm khoảng là 350 triệu là nhận xe luôn nha. Thủ tục vay ngân hàng cũng rất là đơn giản thôi, bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị luôn. Đó, rồi chúng ta xem qua phần nội thất nha anh chị. Ở về phần nội thất thì xe được trang bị odo của xe trước đi. Odo của xe là 65.139 km. Ở nội thất thì xe được trang bị vẫn giữ nguyên là ghế nỉ zin neo xe anh chị ha. Bên em đã vệ sinh sạch sẽ và bọc lại để bảo quản rồi. Trần xe là ly lông trần, bọc ly lông trần anh chị ha. Đó, tắp bi nhựa nè, tắp bi nhựa nội thất còn rất là đẹp nha. Có đầu DVD màn hình cảm ứng camera lùi. Đó, có hai chức năng eco và power nè, cần số nè, còn rất là mới luôn. Đó. Rồi anh chị coi giùm em nha, ốc cánh cửa nè, ốc cánh cửa cũng chưa hề bị tháo mở nha. Đó, ốc cánh cửa cũng chưa hề bị tháo mở. Rồi xe sản xuất nè, năm 2019 nha anh chị. Đó. Đó, sùng chỉ là nguyên zin nha anh chị. Đó, cái xe này màu đen nên quay nó hơi khó thấy cái sùng chỉ nha anh chị. Sùng chỉ nguyên zin hết nha. Cam kết cho anh chị là không bị đâm đụng, không bị bị kích, không bị ngập nước nha. Đó, em sẽ quay kỹ xíu để những anh chị ở xa mình có thể qua video để đánh giá được chiếc xe nha. Hàng ghế sau tụi em cũng bọc lại để bảo quản rồi. Trần được bọc ly lông trần này nè. Đó. Trần thì có phần bảng G. Bảng G, Innova G trở lên là bắt đầu có đèn trần anh chị nha. Số tự động sẽ có 3 bảng: Innova G, Innova Venturer và Innova V. Đó, có chỉnh ánh sáng, nhiệt độ rồi tốc độ gió. Ở hàng ghế sau này. Đó. Hàng giữa này thì sẽ có một cái cổng sạc. Cổng sạc này là hình lỗ hình tròn anh chị ha, cổng sạc 12V, sạc dạng tẩu. Rồi. Mâm xe anh chị ha, đó, mâm xe cũng còn không có bị chảy xước gì hết. Đó, còn rất là đẹp nha. Rồi chúng ta xem qua phần cốp sau nè. Ốc cốp này anh chị, ốc cốp còn nguyên bản nha, chưa hề bị tháo, chưa hề có dấu hiệu gì bị tháo mở nha. Đó, mình coi qua cái phần nhựa nội thất của hàng ghế thứ ba nè. Đó, rất là đẹp ha. Đó, anh chị lưu ý em nha, cái khoảng để chân của hàng ghế thứ ba của đặc thù của Innova sẽ rất là rộng hơn nha. Đặc thù Innova có cái không gian bên trong xe rất là rộng, để chân rất là thoải mái nha. Sùng chỉ nè anh chị, sùng chỉ nè, màu đen nên hơi khó thấy xíu nha anh chị. Đó, sùng chỉ còn nguyên bản. Em quay xuống phần gầm nè anh chị xem nha. Đó. Ồ, cái xe này còn cái vỏ mới quá nè anh chị, còn chỉ luôn nha, vỏ sơ cua còn rất là đẹp. Đó, gầm xe nè anh chị, gầm xe này đi đường Sài Gòn mà, đi đường Sài Gòn nên cũng không có gì phải chê cả.
Đó. Xe còn rất đẹp và liền lạc nha anh chị. Toyota Innova, số tự động phiên bản Venturer, sản xuất năm 2019, biển Sài Gòn. Giá là 780 triệu, giá vẫn còn thương lượng mạnh cho anh chị vui vẻ tiền trí nha. Còn nếu anh chị muốn mua trả góp thì đưa trước cho em khoảng là 350 triệu là mình nhận xe. Đó. Tất cả mọi thứ còn rất là đẹp nha anh chị. Anh chủ xe thì cũng có lót sàn rồi nè. Lót sàn Sibili, ốp chống chày. Cầm bên này nha anh chị. Đó, anh chị coi cây bô à, cây bô còn sáng loáng à. Cầm rất là đẹp luôn nha anh chị. Rồi, ta xem bên này. Anh chị xem bằng ốc cửa nha. Ốc cửa cũng chưa hề bị chảy xước gì nhiều cả. Xe đẹp quá. Đây là em quay sùng chỉ ha anh chị, hơi tối nha anh chị, màu đen hơi khó thấy, anh chị thông cảm giùm nha. Bốn cánh cửa này là sùng chỉ còn nguyên zin nha. Rồi ở xe còn rất là đẹp nha anh chị. Rồi để em mở phần nắp capo quay cho anh chị xem phần nắp capo nha. Cabo xem động cơ. Ok, chị nhà rồi. Mình coi giùm em ha. À, những cái lỗ tròn nè anh chị ha. Lỗ tròn nè, rồi sụp chỉ nha. À, lỗ tròn chưa phải bị móp méo nha. Khi bị va chạm thì những cái dấu tròn này nó sẽ bị biến dạng ngay nha anh chị. À, còn rất là ok. Rồi coi giùm em mấy cái khung xương này anh chị ha. Khung xương là ốc bè, ốc bè chưa ra luôn nha, ốc bè còn nguyên bản luôn. Đó. Coi ha, ở khung xương tất cả mọi thứ còn rất là đẹp. Cam kết với anh chị là không bị đâm đụng mà không bị thủy kích nha. À, phần động cơ chị coi nè, động cơ tụi em đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. À, cầm máy rồi thất sạch sẽ anh chị lấy về chỉ việc đi thôi nha. Xe thì bên em có cam kết là không bị đâm đụng, không bị ngập nước, không bị thủy kích nha anh chị, cứ yên tâm về phần chất lượng đó. Rồi Toyota Innova 2019, số tự động phiên bản Venturer, biển Sài Gòn, giá là 780 triệu. Vẫn còn thương lượng nha anh chị. Còn anh chị vay mua trả góp ngân hàng thì đưa cho em khoảng 350 triệu là nhận xe. Còn anh chị nào quan tâm thì gọi ngay cho em nha. Số điện thoại của em Vân là 0795 33 3355. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video.